các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua hai hình thế gây mưa lớn đã gặp nhau là hoàn lưu mây rộng lớn của vùng xoáy thấp suy yếu từ bão số 5 kết hợp với đới gió đông nam phát triển mạnh, gây nên một hệ quả thời tiết mãnh liệt, đó là những cơn mưa to đến rất to trên diện rộng ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Cảm nhận rõ hơn ai hết là người dân thủ đô, những người đã bị đánh thức sớm hơn thường ngày bởi những cơn mưa như chút nước. Chỉ trong vòng 3 đến 4 tiếng, lượng mưa đã đạt từ 80 đến 100mm. Riêng rất nhiều điểm còn có mưa với lượng trên 100mm như là Thượng Cát 138mm, Ba Vì 113mm, Đông Anh là 112mm và ngay tại trung tâm của thủ đô Hà Nội cũng có mưa với lượng 120mm. 35 điểm đã bị ngập sâu, hàng trăm con đường dẫn vào trung tâm bị tắc nghẽn. Người dân lốc ngốc trong khu vực dưới cơn mưa tầm tã hàng tiếng đồng hồ. Giao thông của thủ đô thì hoàn toàn hỗn loạn ngay trong buổi làm việc đầu tiên của tuần mới. Lúc này thì vùng xoáy thấp đã suy yếu và dịch chuyển hẳn về phía Tây, nhưng đới gió đông nam còn hoạt động mạnh. Thời điểm đới gió này phát triển cực thịnh là đêm nay và sáng mai. Nó sẽ vận chuyển một lượng ẩm lớn từ biển vào đất liền, nên nhiều nơi ở Bắc Bộ vẫn có mưa. Một số nơi thì còn xảy ra mưa vừa mưa to. Ở các tỉnh vùng núi như là Cao Bằng, Hà Giang và Bắc Cạn thì cần phải đề phòng tố lốc và sạt lở đất. Đến trưa chiều mai thì mưa sẽ giảm nhanh, mây ở miền Bắc thì sẽ mỏng dần. Với các tỉnh phía Nam thì vẫn nằm trong vùng tác động của đới gió Tây Nam mạnh nên một số nơi có thể có mưa to và dông về chiều. Đặc biệt là cần lưu ý trong thời kỳ này, trong cơn dông mạnh thì thường kèm theo lốc xoáy sấm sét gây nguy hiểm trên đất liền cũng như là trên biển. Cuối cùng sẽ là phần dự báo chi tiết cho các vùng vào ngày mai.